Chào bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt 16 cấp tốc độ trên biến tần Siemens V20. Bắt đầu các bạn vào reset V10 chọn 30, V970 chọn 1. Sau khi máy reset xong thì bạn bấm mode, chọn đến P3, chọn mức thông dụng là 4, lên P10, chọn 1 và đặt thông số động cơ. Ở đây máy tự lưu rồi thôi. P700 chọn 2 là để điều chỉnh ngó ra. Ra bằng công tắc. P701. Bit thứ nhất chọn 15. P702. Bit thứ hai chọn 16. 03. 17. Bit thứ tư chọn 18. Để chạy thêm máy nhiều phân thì vào P840, chọn 1025.0, 1025.0, P1000. P1000 chọn 3 để chạy tần số cơ bản. P1001 chọn 10, tần số cấp thứ nhất, tần số cấp thứ hai. P1002. P1003 là tốc độ tần số thứ 3. Tốc độ thứ 4. Tốc độ thứ 5. Do 15 cấp tốc độ nên hơi lâu một chút. Tốc độ thứ 6. Tốc độ thứ 7. Tốc độ 9.
Tốc độ 11. Tốc độ 12. Tốc độ 13. Câu đồng 15. P1016 thì chọn là hai để tính mã nhị, một là tính tổng cộng dồn, hai là tính theo mã nhị phân. P cài đặt tần số min max thì P80 là tần số min 5Hz. Tần số max P1082 50Hz. Tốc độ thứ nhất 1000, tốc độ thứ hai là 0100, tốc độ thứ ba là 1100 theo mã nhị phân, tốc độ thứ tư là 0010, tốc độ thứ năm, tốc độ thứ sáu, tốc độ thứ bảy, tốc độ thứ tám, tốc độ thứ chín, tốc độ thứ 10, tốc độ thứ 11, tốc độ thứ 12, tốc độ thứ 13, tốc độ thứ 14, tốc độ thứ 15 và dần đọc nhỏ. Đây là tốc độ thứ 15. Do kiến thức còn hạn hẹp nên mình chỉ làm được 15 tốc độ.